Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi đổi mới một tí xíu nha. Tôi đi về quê và tôi thấy những cái cảnh này đẹp quá, và tôi muốn quay tặng quý vị và các bạn. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta hôm nay, tôi sẽ nói về câu chuyện bản quyền. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi đưa ra một cái câu chuyện về bản quyền như thế này, thì trong cái việc câu chuyện bản quyền thì hiện tại đó là một cái vấn đề nóng, hiện tại đang cần phải hiểu như thế nào. Thì trong cái video này, câu chuyện về bản quyền cũng chỉ muốn cho quý vị và các bạn xem ra cái thế nào là bản quyền. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người bạn, thì tôi thấy cái chương trình của anh hay quá, và anh đưa lên trên cái phương tiện truyền thông là YouTube. Thì sau khi đưa cái phương tiện truyền thông về YouTube thì tôi có nói với anh rằng là cho Thu copy với. Và Thu thích cái chương trình này, Thu thích làm cái chương trình này. Tại Thu thật với quý vị và các bạn thì tôi làm những cái chương trình này, tuy nhiên rằng là về kỹ năng của nghề luật sư thì tôi có. Tuy nhiên cái kỹ năng về công nghệ thông tin thì thật là khó đối với những người mà không được update, không được cập nhật thông tin giống như tôi. Thì sau khi đưa lên cái phần bản quyền đưa lên thì tôi lại thấy anh xóa đi. Và thú thật với quý vị và các bạn, chưa có kịp tải về, download về máy. Và tôi đã gửi cái comment đến anh, tôi bảo rằng anh giúp tôi thông qua cái phương tiện truyền thông đó, có thể là anh gửi qua một cái đường link riêng tư để cho tôi được update, được cập nhật cái phần mềm. Và thế rằng là anh đã gửi cho tôi thông qua cái đường link riêng tư, và cũng thông qua cái video này tôi cũng cảm ơn anh đã có thể rằng là ở cái lứa tuổi của tôi cũng khó mà cập nhật một cách liên tục, vì thứ nhất vì công việc của một cái nghề, thứ hai là những cái nội ngoại hai bên, những cái giao tế, cái thứ ba nữa là con cái, cho nên cái việc cập nhật một cái thông tin rất chậm và rất chậm. Nhưng tôi nghĩ tôi không phải là người bỏ cuộc. Và sau khi nhận được cái đường link về cái việc mà update cái thông tin, tôi đã cảm ơn anh và tôi quyết định hôm nay nói về câu chuyện bản quyền. Thưa quý vị và các bạn, thì ở cái tầm vĩ mô là như thế này, thì khoảng năm 2017, ông đại sứ Ten Osters, ông có nói về Việt Nam, thì ông bảo rằng yêu cầu khởi tố hình sự đối với ba cái trang YouTube. Thì do tính chất bảo mật của cái nghề luật sư, tôi không nói tên, vì ba cái trang này đã vi phạm bản quyền, dẫn đến thiệt hại cho những cái người mà sáng tạo ra nó. Và thực tế thì tôi nói ở Việt Nam vẫn có những quy định về sử dụng bản quyền về luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên rằng là ở Việt Nam vẫn chỉ có update một số những cái thông tin về bản quyền và những cái gì mà liên quan tới bản quyền. Vậy bản quyền là cái gì? Thì chúng ta hiểu nôm na bản quyền là những cái gì mà do chính bản thân, do trí tuệ của họ, họ sáng tạo ra và được đăng ký và được bảo hộ, thì lấy tên của họ, thì họ có thể khai thác cái bản quyền của họ trong một cái thời gian, hoặc có thể là ở cái thế hệ con cháu của họ cũng sẽ được hưởng. Nói dài quá giờ mình không biết. Giờ quý vị thấy hát karaoke không? Đó, karaoke có một cái dòng chữ và có âm thanh. Thì tại cái thời điểm karaoke thì xuất phát từ Nhật. Tại cái thời điểm mà cái người làm ra cái ý tưởng mà ra cái phần mềm karaoke để mà chạy, để mà hát á, thì anh chủ yếu anh làm để mà chơi thôi. Anh làm để thỏa những cái giải trí cơ bản. Tuy nhiên khi anh làm đó thì anh đã không có đăng ký bản quyền, dẫn đến là nhân rộng cái mô hình
Cái mô hình gì quý vị và các bạn biết không? Cái mô hình là karaoke, cho người này, người kia, người nọ. Để đến cuối cùng là nó không phải trong cái phạm vi của nước Nhật nữa, mà nó đã chuyển ra những cái nước khác. Và dẫn đến ngày hôm nay, cái người mà, tức là gọi là nó trở thành phổ thông và anh không thể đăng ký được bản quyền. Kính thưa quý vị và các bạn, thì rõ ràng trong cái khóa học nó khoảng trên dưới 10 người, và khi mà cái số lượng nó ít và những người tiếp tục tham gia thì không được tham gia nữa, và cái câu chuyện nó không được tham gia nữa, cho nên một số cái người mà gọi là phía bên ngoài họ cũng mong muốn, họ cũng khát khao, thì một số anh chị em được tham gia vào cái khóa học đó đã lấy cái tư liệu, cái giáo trình để mà đem về cho những người chuẩn bị tiếp tục khóa học. Thì với tư cách là một luật sư và cũng với tư cách là cái người mà có một cái sự hiểu biết, thì tôi bảo với những người đó rồi, thật ra cái ý thì là tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là các bạn phải biết được rằng để mà có được những cái sản phẩm, có được những cái bài, thì cái người mà tạo ra cái sản phẩm đó họ phải mất rất nhiều thời gian, họ rất là nhiều công suất, họ rất là nhiều cái đam mê, cái khát khao. Quý vị và các bạn biết không, tôi có tham dự một cái lớp, thì khi tham dự thì các cô giáo mà giáo viên để chạy cái phần mềm PowerPoint á, chạy slide á. Thì sau khi học thì các học viên của cái khóa học giống tôi thì họ yêu cầu xin cái slide đó, nhưng mà cái anh lớp trưởng anh bảo rằng là quý vị và các bạn có biết không, cái để tạo được cái slide đó là công sức, là tâm huyết của một số của thầy cô thời gian rất là dài, và thầy cô giáo của mình cũng sử dụng cái slide đó trong một cái thời gian, sử dụng vào mục đích nghiên cứu và giảng dạy, và đó cũng chính là bản quyền của họ. Thông qua cái video này rất chậm, rất là cơ bản, để quý vị và các bạn hiểu thêm về việc bản quyền. Nếu một ai đó sử dụng một cái bản quyền mà chưa được đăng ký, thì chúng ta khi chúng ta sử dụng, chúng ta cũng sẽ cảm ơn họ, vì họ đã cống hiến cho cộng đồng. Còn nếu như trong trường hợp họ sử dụng cái bản quyền và họ quyết định đăng ký sở hữu công, sở hữu về tác quyền, sở hữu về quyền, những cái quyền liên quan tới quyền sở hữu, thì chúng ta hãy tôn trọng và trả những cái khoản phí nhất định. Thưa quý vị và các bạn, đây là những trong những cái video có thể là sẽ không bước qua được những cái một số anh chị em về luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên là một cái người trong nghề, cái gì thấy để mà cái gì muốn nâng lên, thì tôi cũng mong san sẻ đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu thêm thế nào là quyền tác giả và quyền tác phẩm và những cái quyền liên quan. Rất mong quý vị và các bạn thông qua những cái video này hiểu thêm về những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.